Astri chuẩn bị ra mắt một thiết bị soi da mới. Mai đã vô cùng hào hứng và rất mong chờ đến ngày được thử nghiệm chiếc máy thông minh này. Và cảm nhận đầu tiên khi được cầm chiếc máy Skin Analyzer trên tay thì đây là một chiếc máy hết sức là thời trang, rất nhỏ gọn và tiện dụng cho tất cả chúng ta. Mình thật sự rất ấn tượng về sự thông minh của máy Skin Analyzer. Máy có kết nối với phần mềm, có những hình ảnh so sánh, giúp cho khách hàng có thể hiểu rõ về tình trạng da của mình, qua đó có thể lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da phù hợp. Từng thiết bị soi da Artistry có thể được xem là một công cụ mang tính đột phá trong lĩnh vực chăm sóc da. Với thiết kế nhỏ gọn, công nghệ hiện đại giúp phát hiện 8 vấn đề của làn da, độ chính xác cao. Thiết bị đã giúp cho mình có cơ hội được chăm sóc và theo dõi làn da của mình mỗi ngày và ở bất cứ nơi đâu. Khách hàng của tôi cũng có thể nhìn thấy hình ảnh da bị vấn đề, ví dụ như là lỗ chân lông to, nó sạm nám hay là tình trạng mảng nhờn sâu bên trong da. Với thiết bị nhỏ gọn này, mình có thể tư vấn kỹ tình trạng da cho khách hàng, đưa ra giải pháp, đồng thời lưu trữ thông tin rất thuận lợi cho những lần chăm sóc tiếp theo. Sau khi mình tư vấn xong thì mình có thể gửi những thông tin và hình ảnh dữ liệu để vào email của khách hàng để khách hàng có thể là dễ dàng lưu trữ những thông tin. Mục tiêu của Tiên khi lựa chọn kinh doanh Amway và với dòng sản phẩm chăm sóc da cao cấp Artistry này chính là xây dựng một đội ngũ Artistry chuyên nghiệp. Và để trở nên chuyên nghiệp thì ngoài kiến thức, kỹ năng, tác phong thì công cụ hỗ trợ là một bước rất quan trọng. Hằng tin chắc rằng tất cả những nhà phân phối Amway Việt Nam sẽ nhờ cái công cụ tuyệt vời này tư vấn cho khách hàng mình một cách chuyên nghiệp hơn. Đồng hành cùng người bạn mới này, Hoàng và đội ngũ đã có thể tự tin ra ngoài nâng tầm chuyên nghiệp của mình lên không thua bất kỳ một spa cao cấp nào. Thay đổi là quá trình tất yếu của xã hội. Chúng ta có thể chậm thay đổi nhưng mà đối tác của chúng ta đã thay đổi thần tốc. Thật sự rất là vinh dự và may mắn khi chúng ta hợp tác với Artistry của Amway sẽ giúp chúng ta dễ dàng đạt được những giá trị của cuộc sống. Tin tin chắc rằng sự ra mắt máy soi da Skin Analyzer này của công ty Amway Việt Nam đã đánh dấu một bước bùng nổ của Artistry trong năm nay. Rất cảm ơn công ty Amway Việt Nam đã tạo cơ hội cho tất cả nhà phân phối và khách hàng có cơ hội được trải nghiệm một đẳng cấp hoàn toàn mới với thiết bị soi da Artistry. Kể từ ngày hôm nay, tất cả những chuyên gia Artistry đã có thêm một người bạn đồng hành mới, đó là Artistry Skin Analyzer. Tất cả các bạn khi sở hữu sản phẩm này trong tay đều có thể tự tin ra ngoài nói rằng tôi là một chuyên gia chăm sóc da Artistry. Và dù bạn ở đâu chăng nữa, tôi sẽ đến tư vấn cho bạn một tư thế thần thái chuyên nghiệp nhất.